Vừa qua, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Việc triển khai hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành công thương những nội dung cơ bản, điểm mới các nhiệm vụ giải pháp trong các văn kiện đại hội, trong đó nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.